Xin chào quý cô bác và các anh chị và con. Hiện tại em đang có mặt tại nhà tang lễ quốc gia Bộ Quốc phòng quận Gò Vấp. Nơi đây đang diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ ưu tú Phạm Thúy Hằng. Cô được đưa vào đây để làm lễ tang vào lúc 8 giờ sáng nay, ngày 10 tháng 9. Hiện tại bên trong đang có rất nhiều nghệ sĩ đến đây muốn viếng cô. Mọi người quý cô bác anh chị cùng mình vào đây xem và cũng viếng cô nha. Sao vậy?